mãi mãi là bao xa. Tác giả, Diệp Lạc Vô Tâm Chương 19 Trịnh Minh Hạo yêu cô Còn lâu hơn uông đào, còn sâu sắc hơn uông đào. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, thì dù bất kỳ ai nói với cô, cô cũng đều không tin. Trớ trêu thay, chính cô lại nghe được, chân thực rõ ràng. Rốt cuộc cô đã làm gì? Nhớ lại, khi cô cùng uông đào thành đôi trịnh minh hạo nét cười cô đơn tim lăng lăng đau thắt từng cơn cô thực sự rất muốn ích kỷ cùng trịnh minh hạo tiếp tục làm bạn bè tốt đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh nhưng cô không thể đã không đáp lại được điều anh muốn hà cớ gì bắt anh trả giá cho cái anh không đáng phải trả giá hôm đó lăng lăng cùng trịnh minh hạo ngồi trong nhà ăn cơm tây mặt đối mặt trịnh minh hạo kể cho cô nghe một đoạn chuyện cũ thời trịnh minh hạo học năm ba đúng là rất ham mê game online trong trò chơi sau một cuộc thánh chiến đẫm máu pháp sư tây cầm quyền trượng bạc chỉ còn vài giọt máu kéo áo bào trắng lặng lẽ đi về phía chân trời thê lương đứng giữa bích thiên huyết trông xuống những kẻ tranh đoạt chiến lợi phẩm vì sinh tồn Trịnh Minh Cảm cảm nhận rõ ràng, một loại chiến tranh bi thương. Đây là trò chơi online, là một thế giới ảo, còn chân thực hơn bất kỳ thứ gì. Thoát ra khỏi mạng, Trịnh Minh Hạo mệt mỏi, tự lưng vào ghế ngồi, chớp chớp đôi mắt khô mỏi, hướng tiểu lý phụ trách quản lý hàng nét, phất tay hô to, tiểu lý tử, mang anh chai coca, anh bù tí máu. Có ngay đây. Tiểu Lý đưa ly nước cam đá trên tay, cho cô gái ngồi bên sông, lập tức quay về phía Trịnh Minh Hạo ra dấu ok, bước nhanh đi chỗ khác. Trịnh Minh Hạo vừa định thu hồi tầm mắt, thì đột nhiên bị một cảm giác rung động, đặc biệt giữ lại. Anh thấy cô gái đối diện kia, chậm rãi lấy ra một miếng khăn giấy, cẩn thận dùng khăn lau những giọt nước, động trên ly nước cam, từng chút từng chút, hết sức cẩn thận, nhưng nước mắt trên mặt cô, không ngừng tuôn rơi không ai vì cô mà lau chúng đi coca đây tiểu lý kêu to một tiếng dọa anh thiếu chút đứng tim đưa tay đón lấy chai coca ánh mắt lại bất giác liếc nhìn người con gái đối diện đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái khóc yên lặng đến thế không có ngôn ngữ không có biểu hiện chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuôi cô em này cũng tốt đúng không vừa nhìn đã biết con gái nhà lành. Cô ấy tên là Bạch Lăng Lăng, chuyên ngành điện tử, năm ba. Vậy à, nếu nói mỹ nữ, anh đã thấy qua rất nhiều. Lúc mới vô năm nhất, Trịnh Minh Hạo đã được hưởng thụ, hiệu quả thị giác tuyệt vời kiểu đó. Anh cũng giống như mấy năm sinh nhàm chán cùng phòng ngủ, chán đến nỗi tự do, rảnh rỗi lên mạng tán tỉnh mấy em gái, đến những nơi như khoa truyền thông hoặc mấy trường ngoại ngữ sẽ thấy mỹ nữ. Nhưng sau này gặp càng nhiều gái đẹp, anh dần cảm thấy không còn thú vị. Đề tài tán gẫu quanh quẩn, chỉ có chuyện trăng hoa trai gái, những nơi lui tới, chẳng gì khác ngoài khu mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim, quán bar. Chỉ có hai chữ vô vị. Còn không bằng, cùng mấy thằng bạn chơi bài, đánh mạc chược. Thế nhưng, nữ sinh có khí chất thanh tân hôm nay, bỗng nhiên lại khiến anh có một loại cảm giác đặc biệt muốn nói về thứ tình yêu ngu ngốc. Cũng như những năm sinh khác, mỗi sáng 7 giờ, đứng chờ cô ấy dưới lầu nhà trọ nữ sinh để cùng đi ăn sáng. Buổi tối 10 giờ, lại đứng dưới lầu nhà trọ nữ sinh mà lưu luyến không rời. Buổi tối tắt đèn, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho anh, nói nhớ anh cô sẽ xem anh đá bóng, nhìn anh dẫn bóng mà hò hét cổ vũ. Cô sẽ tặng anh một chiếc khăn quàng cổ, chống lại mọi giá rét trong mùa đông. Trịnh Minh Hạo càng nghĩ, càng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thú vị, có vẻ hay ho hơn so với game online. Bàn tay to của tiểu lý hơ hơ trước mắt anh, em có số quy quy của cô ấy, nếu muốn nói chuyện thì dùng quyền trượng trao đổi nha. Biến, anh chú muốn biết quy quy của cô ấy, còn cần nhờ chú sao? Anh Hào à, không phải em khinh thường anh. Nếu anh có thể theo cô ấy, lấy được số quy quy, em đem tài khoản game của em, cho anh luôn. Chú chóng mắt lên mà coi. Trịnh Minh Hạo ung dung đứng dậy, kéo ghế đi về phía đối diện, đặt bên cạnh lăng lăng, ngồi xuống. Lần đầu tiên anh phát hiện, cảm giác bản thân hóa ra không tồn tại là như vậy tư thế anh cung là thế nhưng người ta đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm trịnh minh hạo nhìn lướt qua màn hình máy tính của cô hơi kinh ngạc không ngờ là tuyển tập truyện cười đọc truyện cười mà khóc sở thích kiểu gì vậy trịnh minh hạo dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn trước mặt lăng lăng dùng một giọng tự nhận là có chút lôi cuốn nói đọc truyện cười đến rơi nước mắt bạn thật sự cũng rất đặc biệt đó lăng lăng lạnh lùng nhìn liếc anh một cái rồi quay đầu tiếp tục đọc truyện anh cảm thấy chán vừa đứng dậy thì tiếng di động của lăng lăng vang lên cô thở dài đằng hắn cổ họng rồi mới bắt điện thoại alo mới đó đã nhớ tớ rồi sao giọng điệu của cô nghe thật thoải mái thật vui vẻ đi shopping à. Cô nhíu mày thật sâu, tay đặt trên con chuột, bất giác đưa lên dây dây trán. Vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng giọng trả lời không hề nghe ra một chút khó xử, "Vậy à. Cậu ở trong phòng chờ tớ. Tớ về tìm cậu ngay đây." Cô vịn bàn máy tính đứng lên, đứng yên trong chốc lát rồi mới chậm rãi rời đi. Nhìn đôi vai gầy yếu của cô, bước chân hỗn loạn trịnh minh hạo bỗng nảy sinh ý muốn nâng đỡ cảm xúc của cô cô trông có vẻ thực sự rất mỏng manh yếu đuối giống như không thể chịu được một chút thương tổn nào tự ti hả tiểu lý không biết từ lúc nào lại xuất hiện bên cạnh nặng nề vỗ vỗ vai anh tự ti gì trịnh minh hạo lạnh lùng trừng mắt liếc cậu ra một cái anh chỉ đang nghĩ trạng thái tinh thần cô ấy như vậy mà đi shopping không biết có nguy hiểm đến tính mạng không anh hạo không phải anh thực tình đấy chứ cút chú ý đến quyền trượng của anh kìa anh mẹ kiếp mất ba đêm liền mới đánh ra nó tiểu lý cười cười mờ ám không nói gì nữa từ hôm đó về sau trịnh minh hạo không gặp lại cô đôi khi sau mỗi cuộc thánh chiến anh sẽ nhìn sang máy tính đối diện kia, nhớ lại làng váy trắng tinh. Mái tóc đen mềm mại, cả bóng dáng mỏng manh kia nữa. Nhưng cũng chỉ là đôi khi mà thôi. Vài ngày sau, khi anh đang ở ngoài cửa khoa tinh học, lại gặp được lăng lăng lần nữa. Tim đột nhiên bị bóp mạnh. Cô và cô gái có chút nhu nhược, đáng thương ở hàng nét hoàn toàn khác nhau. Khi mới gặp ở hàng nét, cô trông thực sự rất yếu đuối giống như không thể chịu được một chút thương tổn rất cần người che chở và an ủi hôm nay cô cười ngọt ngào kéo cánh tay một cô gái khác vừa cười vừa tán gẫu tóc dài mềm mại bay bay trong gió nhẹ làng váy dài màu trắng tựa như mưa bụi lất phất dịu dàng nhưng vẫn rất tự tin anh như bị ma ám tin vào một điều anh chưa bao giờ mảy may tin tưởng trước đây mới gặp đã yêu, gặp lại say lòng. Khuya hôm đó, khi Trịnh Minh Hạo đã buồn bực cả đêm ở hàng nét. Trở về phòng ngủ, lão tam cao to, dũng mãnh lý vi của phòng bọn họ, đang ở trên mạng tán gái. Anh ta vừa thấy Trịnh Minh Hạo trở về, lập tức bày ra vẻ mặt nhìn thấy đấng cứu thế. A Hạo, cậu về rồi, mau giúp tớ thu phục cô em này đi tớ hôm nay bực bội trong người cậu đi tìm đào tử đi đào tử bị đồng hương của nó tìm được kéo đi phòng tự học rồi cậu bực bội chuyện gì trịnh minh hạo đặt mình lên giường nhớ tới quyền trượng bạc anh gian nan khổ ải mới đánh ra được trong trò chơi tim vẫn còn nhoi nhói đâu tam ca cậu có tin tình yêu xét đánh không tin nhưng tớ càng tin tình một đêm hơn mẹ nó cậu có đi học lớp giáo dục tố chất sinh viên đại học không vậy trịnh minh hạo chửi thề một tiếng xoay người từ trong túi quần lấy ra một dãy số trong đầu lại hiện lên nụ cười xinh đẹp dịu dàng của cô anh nghĩ lúc cô khóc rất đẹp không thể tưởng tượng nổi khi cô cười còn đẹp hơn nhớ lại đôi vai gầy yếu của cô bước chân hỗn loạn và cuối cùng là nụ cười xinh đẹp dịu dàng anh không khỏi cảm thán cậu chưa từng gặp cô ấy nhìn thấy cô ấy cậu sẽ hiểu được cái gì là tình yêu sét đánh lão nhị đang nằm trên giường đọc sách hết hồn ngồi dậy trợn tròn mắt nhìn anh a à hạo quá nửa đêm rồi cậu nói tiếng người đi được không được hôm nay tớ đã đem quyền trượng đổi lấy số quy quy của một nữ sinh một tiếng trầm vang lên, lão tứ cao nguyên nãy giờ vẫn nằm tầng trên, bỗng nhiên hiện thân tại đồng bằng, đứng dậy phủi phủi đất trên người. Tứ ca, hôm nay, cậu luyện được công phu gì vậy? Di hình hoáng ảnh hả? Lão tứ cao nguyên nghiến răng nghiến lợi, xoa cánh tay. Rảnh rỗi sinh nông nổi, đi đùa kiểu này, cũng may tớ thân thủ linh hoạt. Tớ nói thật đấy. Gì? Trịnh Minh Hạo còn chưa kịp hiểu ra tiếng huyết chói tai kia là vì cái gì, chợt nghe Cao Nguyên nói, tớ với Tương Lâm rốt cuộc cũng có hy vọng. Lý Vi đang trên mạng tán gái, còn không quên bổ sung thêm chút thuyết minh, nữ sinh ngành mình, rốt cuộc cũng chịu để mắt nhìn đến tớ. Trịnh Minh Hạo nhíu mày nhìn số quy quy trong tay, chuyện chuyện đó có liên hệ trực tiếp với tớ sao? Không ai trả lời anh. Một thời gian sau, trong khi các bạn cùng phòng anh, nhiệt huyết sôi sục ngồi bàn luận, làm thế nào phân chia mỹ nữ các ngành. Trong lòng Trịnh Minh Hạo chỉ mắc mướu một câu hỏi, tại sao cô ấy lại từ chối, ác anh vào danh sách bạn bè. Mình học ngành tin học trường đại học T, có thể chat với nhau không, làm quen nhé. Đây là lần đầu tiên, từ lúc chào đời cho đến nay, anh nói chuyện quyển chuyển như thế. Kết quả bị từ chối ba lần thậm chí ngay cả một chữ cũng không hồi âm. Anh đành phải đem tên họ ra, thể hiện thành ý, giới thiệu một chút, mình tên là Trịnh Minh Hạo, khoa tinh học. Lần này có hồi đáp một câu, không biết. Làm ơn đừng quấy rầy. Bạch Lăng Lăng, cái tên này anh nhớ kỹ, thực sự có cá tính.